5:05 chiếu phim phim truyện Ý luật sư bào chữa tập 14. 6:00 phim hoạt hình phim bờ. 6:30 chào ngày mới. 7:00 văn nghệ thiếu nhi vườn âm nhạc. 7:25 tạp chí quần giờ. 7:50 du lịch vòng quanh thế giới Edinburgh. 8:15 tạp chí văn hóa nghệ thuật thế giới. 8:40 tạp chí giáo dục. 9:00 khoa học và đời sống nơi gửi trọn niềm tin. 9:20 phim truyện Việt Nam Cỏ Long Chông tập 5 và 6. 11:10 ca nhạc thay lời muốn nói. 12:00 chiếu phim phim truyện Trung Quốc Hàn Quốc khách sạn 5 sao tập 19 và 20. 13:45 sự kiện thể thao. 14:00 câu lạc bộ thể thao. 14:30 chiếu phim phim truyện Trung Quốc chuyên án đặc biệt tập 8. 15:15 phim truyện Việt Nam Miền Quê Thức Tỉnh tập 2. 16:10 phim tài liệu Trẻ Mãi Trong Đời. 16:30 ẩm thực nước ngoài. 17:00 chiếu phim phim truyện Hàn Quốc Biệt Khúc Seoul tập 2 và 3. 18:00 bản tin kinh tế. 18:15 chiếu phim phần tiếp theo. 19:00 nụ cười tuổi thơ. 19:30 phim hoạt hình Những Cô Gái Siêu Nhân. 19:50 tin thế giới. 20:00 hội ngộ bất ngờ. 21:00 chinh phục đỉnh Everest. 21:10 ký sự quyền bí sông Hằng. 21:20 phim truyện Việt Nam Tình Yêu Pha Lê tập 8. 22:15 tin trong nước. 22:35 chiếu phim phim truyện Hồng Kông Long Phụng Hòa Duyên tập 8. 23:25 sức khỏe gia đình. 23:55 tin cuối ngày, tin thế giới, tin thể thao.